Khăn ướt nhiệt đới cao cấp Mamami Tropical, ngăn mũi đốt, ngừa hâm da. Frisogon 4 với quy trình xử lý nhiệt chỉ một lần, giúp bé dễ dàng tiêu hóa. Dậy. Ba đâu? Chị. Con gọi mẹ, ba không chơi với con. Mẹ liền. Mày chơi về thì con chơi về. Mày làm đây. Thôi bây giờ bỏ vô cái mền này, ba sẽ đung đưa. Vô Ngọc đi, Ngọc ha, hay là Nhi? Ngọc đi. Ngọc đi. Con bành cho Ngọc vô. Con bỏ Ngọc vô cái kẻ mền á. Em vô đây nè. Đúng rồi. Bắt cá nha. Bắt cá dính một con cá nha. Dính một con cá nha. Dính một cá ơi. Dính một cá ơi. Nhi, kéo phụ con cá lên nè. Ôi, bắt cá lên. Bắt cá lên. Ủa? Ngọc hả? Bắt một con cá rồi Nhi ơi. Con cá Ngọc. Vậy bây giờ mình làm gì con cá này đây? Thương yêu. Thương yêu. Chị Nhi đầm cá. Để lên. Chị Nhi bơi, chị Nhi xuống với chị Nhi bơi đi. Dạ. Nhi. Rồi, hai đứa mình đi. Đâu, làm cá coi, con bơi dưới nước coi. Rồi, bơi đi. Rồi, để đánh cá, là bắn đánh cá nè. Ok chưa? Hãy xuống. Ok, lót cái đầu ra. Ok. Ngọc ơi, phụ con cá Ngọc ơi. Cá bự quá nè. Con cá bự quá. Phụ đi. Con cá nó dại kìa. Đấy ra. Bắt con cá lại. Ăn thịt cá là ăn thịt cá nha. Ăn thịt cá đi. Ăn thịt cá. Ăn thịt cá đi. Ăn thịt cá đi. Rồi, ăn thịt cá xong thả nó về xuống sông lại. Ha, thả xuống sông lại ha. Ok. Rồi tới Ngọc làm không? Ngọc làm cá không? Ngọc làm cá nha. Ngồi xuống dưới đi. Thôi bây giờ mình sẽ câu cá đi. Rồi hai chị em vô đây. Hai chị em leo đây. Ngồi lên. Ngọc ngồi lên. Rồi ôm, hai chị em ôm nhau. Được chưa? Được chưa? Ok chưa? Thôi nặng quá, trò này nặng quá. Ngủ đi. Tắt đèn ngủ, kia rồi, cho ăn cơm. Đến đây. Thôi, bà ấm. Chưa, ngồi chơi. Nói đi, đấy con nói em nó khóc đấy không? Con hiểu không? Qua đây. Chưa ngủ. Mình chưa có ngủ. Mở đèn nha. Con đừng nó không chịu, con không chịu là em nó khóc đó nha. Rồi yeah.
Yeah, vỗ tay đi. Nắng từ cái gì ra cái này, nắng từ chì ra cái gì ra cái này. Lúc này tại nhà Phan Hiển, cô gái nhỏ Anna đang khiến cậu anh Kubi của mình có chút ghen tị bởi luôn nhận được sự thiên vị của ba. Có vẻ như cảm xúc không mấy dễ chịu này sẽ không dễ dàng tan biến. Nè, mời Anna, mời mời váy đi nào. Đâu? Ok. Đôi giày. Giày xuống đây. Con lựa giày nào nè. Ba lựa giày cho con nhé. Ba lựa nhé. Rồi, giày đen đúng không? Đúng chưa? Rồi, đi ơi thay đồ nào. Let's go. Kubi của ba ngoan mà nha. Đâu có gì đâu mà phải buồn, phải giận dỗi như thế nha. Tội nghiệp quá à, tội nghiệp Bi quá à. Ba con ơi. À, thật ra thì trong cái trường hợp đấy là người sai là bé Na. Nhưng mà nếu như mình cấu gắt thì vô tình đó, là mình sẽ tạo cho Na một cái tính cách chống đối, thì nó sẽ càng khó hơn, khó trong cái việc giáo dục anh Na hơn. Nhưng mà với cái hành động của mình thì mình biết chắc là về lâu về dài thì Kubi sẽ tích lũy cái cảm xúc không hay về em. Cho nên là mình phải tìm cách là giải quyết cái mức đó đi bằng cái khác. Nhưng mà cái việc đó thì mình sẽ không để cho Anna nhìn thấy. Con vô con chọn cho Anna. Nhưng mà con nói là, nói với ba để ba chọn nhá. Anna chỉ chịu ba chọn thôi. Không hiểu không? Nhá. Con thích món này thì con nói với ba. Nhá. Nói xuống. Đi mặt cái nhỏ đó nha. Ai chọn ai chọn. Ba nghĩ là ba sẽ chọn cho công chúa nhà ba một cái váy rất là xinh. Đồng ý không? Cái này thì sao nhỉ? Không. Đây, váy đen. Không. Không. Váy đen xinh lắm. Không. Xinh. Không. 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 Đi mà. Không. Ok, thì thôi chọn váy khác nha. Chọn váy khác nha. Này, váy này đi. Váy này xinh hơn. Không. Cái váy này nó không có được xinh. Đi. Đi. Đi mà. Bất lực quá hả? Nào, chơi không? Để mốt ba cho Kubi lựa chọn đồ cho ba thoải mái luôn nha. Khi mà Hiển cố gắng thuyết phục vài lần thì Kubi cũng dần dần hạn chế bớt đi cái phần nào cái cảm xúc mà do em gây ra cho mình. 3, 2, 1, xin mời Anna. Còn ở đây, làm sao để ba Lâm dụ được hai cô con gái mãi chơi và tràn đầy năng lượng này đi ngủ được bây giờ? Bọc Vàng ơi, hay ngủ ngoan nhé con. Trong vòng tay của ba, bởi vì ba không muốn thức trắng đi đâu. Bên ngoài kia rất khuya, mẹ con đã ở nhà rồi. Ngủ đi con, cho ba còn ngủ nữa thôi. Ngủ đi nha, ngủ nha. Ok, ok. Gì, ngủ đi mất rồi. Nằm lại. Nằm lại.
Hãy ngủ ngoan nhé con, thêm một ngày nữa thôi. Bởi vì ngày mai mẹ con sẽ xuất hiện nơi đây. Ngày xuống nằm với chị hai nha. Mà ba ở đây con ấm con. Bên ba con đang giật mỗi tay con ơi. Hãy ngủ đi Bảo Nhi. Và hãy ngủ luôn đi Bảo Ngọc. Và cô Tiên cũng đã ngủ hết trơn rồi nha. Câu chuyện này chắc còn lâu mới đến hồi kết. Viettel Media sản xuất và phát hành. Khởi đầu ngày mới, ba Linh cho cậu con trai của mình được lần đầu tiên ra sân đá banh. Wow! Cùng đá banh thử nha. Đá đi, đá đi, đá đi. Đây là lần đầu tiên con đá này. Ồ, đúng rồi. Bùm! Rồi, hôm nay có vài người bạn tới đá banh cùng với mình luôn. Kia kia. Hello, how are you? Yeah, yeah. How are you? Cảm ơn mọi người đã đến. Hôm nay là cái buổi đá banh đầu tiên của bé Jerry. Bé Mickey thì bệnh rồi, cho nên là hôm nay chỉ có là Jerry thôi. Ê, rồi bây giờ mình chia đội nha. Chắc là đội đen đá với đội trắng. Ok, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi, rồi, ok, ok. 1, 2, 3, yeah! 2, 3, yeah! Mình bắt đầu nha. Đá, đá, đá đi, đá đi, đá đi, đá đi. Dài rồi. Yeah! Đá đi. Wow, đá vào trong nè. Tiền đạo phải chạy đi. Coi nha, coi nha. Nói chung là nó khó chịu á, những cái gì mà nó làm lần đầu tiên á, nó không có hợp tác lắm. Nhưng mà có lẽ là nó còn hơi nhỏ quá để mà đi banh, nhưng mà nên nghĩ là cái gì cũng phải là cái trải nghiệm đầu tiên để mà nó từ từ nó dần nó quen. Bẩm con. Chuyển lên. Con chạy kìa. Rồi. Chạy lên. Chạy kìa. Chạy. Cố lên Siri. Cố lên. Dù ba mệt, nhưng đổi lại là niềm vui của con. Có ba ở bên cạnh, Jerry được chơi những trò chơi chưa từng chơi. Ba Linh đã giúp cậu bé dần hòa nhập với bạn bè. Thế giới trong con cũng lớn dần và ngày càng rộng mở. Thấy rất là vui khi mình ổng đó, mình chạy á. Thích lắm. Cười khà khà khà. Hôm nay thì rất vui khi mà các bạn đã đến để tham gia cái trận đá banh này. Trận đá banh đầu tiên trên đời cho Jerry. Và thấy các con được chơi với nhau, được chạy nhảy, nhìn thấy các con vui cười thì em cảm thấy rất là vui. Cả nhà sẽ cảm thấy gắn kết hơn, con cũng được gắn kết với cha mẹ hơn. Cái dịp mà được như thế này thì tức là riêng cho các bé là mạnh dạn hơn, không ngại. Hy vọng là sau này cũng sẽ lâu lâu có một cái ngày giống như ngày hôm nay để cho các bé được vui chơi ở ngoài trời. Anh phải tổ chức nhiều hơn. Ok. Yeah. Chị nhớ như con thỏ. Yeah. Yeah. 1, 2, 3. Yeah. Hôm
nay đã mời mọi người đến và đáp anh ai cũng rất thích và đã hẹn cho anh một lần sau rồi, cho nên là nên nghĩ là cái đó là một cái thành công về nếu mà nói về cái buổi sáng hôm nay. Đẩy đây. Đúng rồi, con đẩy đi, con đẩy đi. Quẹo qua. Bẻ đúng rồi, bẻ lại. Bẻ lại. Rồi đẩy qua kia. Đi lại lột miếng cam cho ba ăn coi. Kìa cam kìa. Gái đồ phụ ba đồ vớ. Rồi hai chị em chơi đi. Cái gì? Kêu gì kìa Nhi? Phụ Ngọc, con phụ đi. Quẹo vô đúng rồi, tới đó là quẹo đúng rồi. Ở nhà là hai đứa con gái là phải phụ ba. Dạ cô ơi, không có ve chai. Không có ve chai. Nhà có con nít cô. Dạ. Ai vậy? Dạ Chết rồi. Dạ. Đi xuống coi. Dạ, cho tôi hỏi, người đứng ngoài cổng, mặc áo mưa màu đỏ, cái giọng sang sảng đó là ai vậy ạ? Tôi chính là... Trời ơi! Trời ơi, các con ơi, gì của các con đó, mở cửa cho gì đi. Hú quá vậy. Ngày hôm nay muốn làm điều gì đó đặc biệt cho Quỳnh, cho nên quyết định là đi siêu thị và mua những món ăn ngon cho Quỳnh. Mà bây giờ nếu mà ẵm ba bé đi thì hơi cực một xíu, cho nên mới quyết định là điện một đứa em mà rất là thân thiết đối với Lâm trong những chương trình khác, cũng như là những mối quan hệ ngoài đời. Thì đó là Rich Fan để mà có thể hỗ trợ Lâm trông bé. Đầu tiên là nó là một sự thân thuộc, tại vì em với Lâm thì đã rất là thân rồi, và cũng có gặp chị Quỳnh, cũng có gặp bé Nhi rồi, nhưng mà hai bé nhỏ khác thì em chưa gặp bao giờ. Em cũng rất là hồi hộp, rất là mong chờ để được gặp hai bé và được chơi chung với hai bé. Viettel Media sản xuất và phát hành. Để hạ hỏa cho không khí căng thẳng trong nhà, ba Hiển đã dẫn con ra công viên vận động. Nắng ấm và không khí trong lành có thể sẽ xua tan đi những năng lượng tiêu cực đang bị dồn nén. Hôm nay ba cho cả nhà ra công viên chơi nha. Bây giờ như thế này nha. Ba muốn Kobe đi thật chậm thôi, để ba còn chạy bộ theo và tập thể dục nữa. Không phải chạy nhanh thì ba mới giảm cơ được. Ok. Rồi, bây giờ anh Nam đi trước đi. Đi vòng đến ngã tư sẽ chạy. Rồi, đợi anh Na đi tới giữa đường rồi con đi, con đạp từ từ thôi nha. Ba sẽ đi theo em nha. Nhưng mà ba đi nhanh lên để coi, chạy nhanh lắm á ba. Xe không thấm kịp đâu. Thêm vòng nữa. Let's go. Ba đi theo mà. Strong, cố lên. Chạy nhanh lên. Go, go, go. Dở quá. Bây giờ nha, hai bạn ngồi đây chơi, đợi ba đi mua kem. Nhớ kỹ trong đầu nha, người lạ mà rủ đi chơi là không có được đi nha. Phải ngồi yên ở đây nha. Mình nghĩ là mình nên trang bị những kỹ năng cho bé, bởi vì không phải lúc nào mình cũng sẽ có người đi theo để canh chừng. Mình cho bé đi nước ngoài chẳng hạn, người ta không nói tiếng Việt cơ, chỉ nói tiếng Anh thôi, thì bé sẽ phải xử lý như thế nào? Cho nên là mình cũng muốn trang bị cho bé một cái chút xíu gì đó kinh nghiệm.
Ủi, ủi, ủi. Xin chào hai con. Hai con tên gì ạ? À, con tên gì? Con tên Bi ạ? Còn em con tên gì? Anna. Ủa, bà đi đâu rồi? Mua kem hả? Chú nhờ này một chuyện này được không? Sao không? Ủa, chú đâu có nói mấy con đi đâu đâu. Bây giờ chú nhờ nè. Ủa, con đi học trên trường cô cũng có dạy mà. Nhưng cái người nào cần giúp đỡ thì mình phải giúp đỡ chứ, đúng không? Hả? Sao? À, giờ chú nhờ một xíu nha. Chú ôm cái hộp này nặng quá, giờ chú gửi đây được không? Nha, cho chú gửi đây xíu nha. Chú đi tìm người nè. Chú đi tìm người quen gần đây nè. Nha. Hai con coi trong cái hộp giùm chú nha, được không? Nha, xem giùm chú nha. Chú cảm ơn ha. Coi con cẩn thận giùm chú nha. Với một đứa con nít thì nó sẽ không lường được cái hậu quả, ai đưa thì sẽ giữ thôi. Cái tâm lý nó là như thế. Chứ nếu một đứa con nít mà không giúp đỡ người khác mới là vấn đề rất là lớn. Cái gì vậy? Trời ơi, em đi đâu vậy? Trời ơi. Em ơi, chưa đủ cuộc đời, chưa đủ ồn ào hay sao? Tôi đã tính hết rồi. Lại qua nói chuyện với Vin đi, làm quen với Vin đi. Vin ơi, Vin ơi. Em thích cái ghế này không nè? Em thích cái này không? Lè lưỡi là chê đó. Thấy ghê. Thấy ghê hả con? Còn cái này nữa. Cái gì vậy? Dành cho ba sắp nhỏ. Trời ơi, gì vậy? Làm tới răng long đầu bạc rồi. Trời ơi. Vô đây, tụi con đi vô đây. Lẹ lên. Rồi, tụi con khoanh tay chào gì đi đâu. Gì? Chào chú. Con chào chú kia kìa. Dạ. Rồi. Ê, riết là ngọc là ok đó nha. Trời ơi, quay phim vô quay là riết quay phim hết. Theo anh Lâm nói là Bảo Ngọc rất là khó làm quen với người lạ. Thì lúc đó cũng hơi hồi hộp. Nhưng mà khi mà lên gặp Ngọc á, chào Ngọc một cái, Ngọc chào lại là coi như là mình bao nhiêu cái áp lực là mình bỏ xuống hết. Cảm thấy rất khỏe. Tại vì khi mà một đứa trẻ mà nó đã coi mình giống như là người bạn của nó rồi thì rất là dễ để mà mình tiếp xúc với bé. Ê, cái lo nãy ở đâu ok vậy? Lo ở đâu cứng vậy? Này, lo của em mua đó. Cắm vô nha. Ok. Nhi chạy qua kia, Nhi chạy qua kia. Trở lại công viên, nơi hai bé nhà Phan Hiển phải trải qua một tình huống nguy hiểm đầu đời của mình. Oh, xin chào hai con. Chú ơi, ba con bảo là không được gặp người lạ, không được gặp người lạ. Ủa thế hả? Chú là không có được đi thêm. Thế ba con tên gì? Tên Phan Hiển. Ủa, thế mẹ con tên là gì? Thi. Wow. Ba bảo là không được gặp người lạ. À, thì chúng mùi ra dây sao một tí nhá. Dạ. À, con tên Anna hả? Chú đừng có bắt tụi con, thì là người lạ rất dữ. Chú gọi điện cho ba mẹ thì con sẽ biết chú là người quen. À, nhưng lúc nãy ba con dặn như nào? Không được gặp người lạ, không được đi theo người lạ. Ở lúc nãy ba con bảo chú mang con ra ngoài đi, ba con đón đấy. Con chỉ muốn ngồi đây đợi ba về.
Không, ba bảo là cho Anna đi ra ngoài kia với chú, con đi không? Ba bị con không cho. Không cho á? Chú chỉ là phải gọi, xong ba con mới về. Con không có tin gì lạ đâu. Sao vậy? Chú bảo cu bin này, bố con dặn đấy, là mang em ra ngoài xe đấy. Không. Đi với chú một tí à? Ba cái là tụi con phải ngồi yên với này, không có được đi đâu hết. Con nhưng bây giờ muộn rồi, phải về nhà ấy, thì chú đưa em ra xe trước được không? Không. Xong chú quay lại chú dắt xe cùng anh. Con ra ngồi xe với bố trước xong mà. Chú phải gọi. Chú có biết ba mẹ con ở nhà. Sao? Hiểu gì? Vì sao? Thôi. Ba con bảo là không được gặp người lạ. Ba con tên gì? Tên Phan Hiển. Ủa? Ba bị con không cho. Lần sau gặp trường hợp như thế là tuyệt đối không được nhận đồ nha. Và tuyệt đối không được nói chuyện với người ta. Trong những trường hợp như thế thì con phải đi. Ví dụ ba là người lạ đúng không? Thì con phải chạy ra đây con ngồi chứ. Con phải bảo vệ em chứ. Biết chưa? Không có để em chịu như thế. Nhớ chưa? Nhiều khi mình bao bọc con mình kỹ quá. Mình nghĩ là về sau chắc là mình cũng phải trang bị thêm cho bé nhiều kỹ năng hơn nữa. Viettel Media, sản xuất và phát hành. Yeah. Mẹ sắp về nhà rồi. Wow. Ba con mình sẽ đón mẹ bằng một không gian hoành tráng. Nhưng kiểu gì mẹ cũng nhăn nhó theo kiểu là anh làm nhà mình làm sao thế này. Kiểu gì cũng sẽ xước tường hoặc xước trần gì đấy. Oh no. Kệ mẹ con thôi. Việc của chúng ta là làm việc có ý nghĩa. Ở trước đấy một năm thì tôi đã cho vợ tôi nghỉ việc, không đi làm nữa để chuẩn bị khi mang bầu và sinh em bé. Ngọc Hương từng là một tiếp viên hàng không. Sau kết hôn một thời gian, cô nghỉ việc để lui về chăm sóc cho gia đình nhỏ. À có chứ. Ngày hôm nay, bà con đã tạo nên một sự kiện đặc biệt dành cho mẹ bằng việc biến không gian phòng khách thành mô hình một chuyến bay. Không biết mẹ Hương sẽ đón nhận điều bất ngờ này như thế nào nhỉ? Từ ngày tôi lấy vợ tôi thì tôi không còn mang cái màu sắc của sự lãng mạn bất ngờ nữa. Bởi vì lúc yêu tôi lãng mạn lắm, tôi mới cưa được vợ tôi đấy. Xin chào bạn. Tôi chính là cơ trưởng của chuyến bay này. Bắt tay. Xin chào tiếp viên. Xin chào tiếp viên trưởng cô cư. Rồi, ngay sau đây chúng ta sẽ đón mẹ chúng ta về. Con để nguyên đây, con để nguyên đây, con đừng chạm vào nhé, đợi mẹ về. Ui, ai về kia? Nào, đi từ từ, tất cả đi theo ba. Yeah. Xin chào quý khách nhé. 1, 2
1, 2, 3. Xin chào quý khách. Mời quý khách vào. Hãng hàng không Ba là siêu nhân xin trân trọng kính chào quý khách. Mời quý khách đi theo lối đi hướng dẫn của chúng tôi. Đây là chuyến bay chuyên cơ, chỉ có một vị trí ngồi VIP duy nhất. Mời hành khách ngồi xuống, ngồi xuống. Goku. Và ngay sau đây, máy bay của chúng tôi xin phép được cất cánh. Nhà hơi bừa một tí. Lát nữa hành khách tự mà đi dọn, hành khách tự mà đi dọn, hành khách tự mà đi dọn. Thế nhá. Bên nhà con ăn có nhiều không? Cứ ăn nhiều không? Cứ ăn no con. Không ăn no. Thế ba tắm mà con có sạch không? Con bị xem tay rồi. Tay sạch này, tay thơm luôn. Máy bay xin được giới thiệu, hôm nay là một ngày rất đặc biệt, là ngày kỷ niệm ngày cưới của cơ trưởng Thành Trung tròn 6 năm với vợ của mình. Chúng tôi xin được thay mặt chuyến bay được chúc anh chị trăm năm hạnh phúc. Bên cạnh hai cơ phó là Goku và Dino. Bánh ở đây. Và yeah. Yeah. Ba tặng mẹ nhá. Màu tím á, màu tím thủy chung à? Ừ, nói chung là ba thừa biết là ba tặng hoa gì thì mẹ cũng thích rồi, không quan trọng là màu gì của đủ màu gì, không quan trọng là màu gì của đủ màu gì. Đây 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 đây, vào làm, vào làm. Thôi cẩn thận vào bánh nhé. Thôi cẩn thận vào bánh nhé. Rồi. Nhưng hôm nay thì tôi thử bất ngờ lại, giống như hồi lúc yêu xem như thế nào, nó vẫn còn giá trị. Bây giờ là lát nữa anh sẽ đi công việc. Nhiệm vụ của em là ở nhà em sẽ giữ một trong ba đứa giùm anh. Trời ơi, cái thân em giữ còn chưa xong. Nếu mà trong ba đứa thì bây giờ Đít là Đít thấy là đứa nào giờ dễ nhất? Chắc bé Nhì lớn nhất, dễ nhất. Em sợ nhất là ai? Chắc bé Pin á. Sao vậy? Giống như là hai bé này là kiểu biết nói biết hát rồi thì cũng dễ hơn. Cam, tôi sẽ chơi bí mật với em. Ủa? Nhi, ở đây ba tờ giấy lên, lấy ba tờ giấy nè. Để đi. Rồi, đây. Viết nào ta? Đây đi. Few moments later. Đúng rồi, con hãy bất kỳ lấy bất kỳ một lá phiếu nào và đọc to lên để xem con sẽ giữ ai trong gia đình này. Con hãy mở ra và đọc thật lớn đi nào. Trời ơi, giữ mạng, giữ mạng, giữ mạng. Rồi, giữ mạng là giữ wifi đó nha. Có nghĩa là lát nó sẽ coi trò chơi. Nó coi cái này nó bị hết gói cước. Đúng rồi. Thì nhiệm vụ của em là nạp tiền. Thì là phải giữ mạng. Rồi bây giờ thiệt nha. Bốc thiệt nha. Giữ gì? Giữ rồi xin mời em vô đây, xin mời em. Mới bắt đầu á thì khi mà rút thăm á thì thật ra là hy vọng là bé Ngọc hoặc là bé Nhi, nhưng mà bốc trúng bé Phin là cũng hơi run tay rồi đó, tại vì là hai bé kia là cũng còn mình cũng còn tương tác được, tại hai bé cũng là ba tới 5 tuổi rồi là cũng biết nói rồi đó, là bé muốn gì thì mình cũng biết, còn cái này là không biết luôn, hơi run. Chúng tôi rất là quan nghênh, giữ em, dính em. Quan nghênh và hồ hởi, đón chào Đít Phan, chúc mừng em đã được giữ cung Phin. Đít Phan, quận 2, giữ Phin. Để chơi, tên, tên, đứng đây. Ủa? Tên, bình xưa quân trời. Tên, như miệng quen. Tên, rất một cái là mình đẻ không kịp nha, riêng nơi. Tiếp. Dạ. Có
con có đồng ý giữ cô Phiên an toàn, bú no, bú khỏe giờ đến cuối ngày hay không? Con sẽ giữ hết trách nhiệm của mình. Bé Phiên đang có dấu hiệu gồng rồi kìa con. Nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi. Bé khóc lên á thì hả cũng rất là bối rối, là không biết là bé khóc là do bé đau bụng hay là bé muốn đi vệ sinh hay là sao đó. Đó, rất là bối rối. Đường về nhà là vào đi ta, dẫu nắng mưa gần xa, thân vác vang danh nhà vẫn luôn chờ ta. Đường về nhà là vào đi ta, dẫu bao buồn trùng qua, vẫn nỗi sao dày nhà vẫn luôn là nhà. Cha mẹ nào cũng muốn con được sống đàng hoàng, lớn lên làm người, mong một tương lai sáng lạng. Các phút cả đời không bao giờ thấy than vãn. Đường về nhà là bao tin ta, dẫu nắng mưa gần xa, thân vác vang danh nhà vẫn luôn chờ ta. Đường về nhà là bao tin ta, dẫu bao muôn trùng qua, vẫn đôi đi xa lâu dài, nhà vẫn luôn là nhà, 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 nhà. Ơi, lên đây. Lên đây, lên đây, lên đây. Mời anh khách lên đây. Rồi, cảm ơn vợ nhá. Cảm ơn vợ đã dành thời gian để chăm sóc cho ba con. Cảm ơn vợ rất là nhiều. Mấy ngày ở nhà chăm các con cũng hiểu hơn sự vất vả của vợ. Rồi, giỏi lắm. Rồi. Đây, ba đây, ba đây, ba đây. Đây, ba đây, ba đây, ba đây. Ba đây. Chắc chắn ba con trong tương lai sẽ không có cái gì vì lớn hơn, đó chính là vì mẹ, vì vợ. Và các con chắc chắn lớn lên sẽ hiểu điều đấy. Ba sẽ dạy và giáo dục các con. Cảm ơn mẹ rất nhiều. Thế bây giờ thì tôi nghĩ rằng là phần hối hận nó chắc chỉ còn một phần. Phần xứng đáng tôi nghĩ là 9 phần. Nếu có 4 đến 8 giờ nữa, tôi sẽ đưa các con ra bên ngoài, đến những nơi nó có dấu ấn tuổi thơ của tôi ở đấy. Và nó cũng có thể có những trải nghiệm mà các con chưa bao giờ trải qua. Viettel Media sản xuất và phát hành. Hôm nay là ngày mà mẹ và bà nội trở về sau 48 giờ thử thách của chương trình. Thật trùng hợp khi ngày hôm nay cũng là ngày sinh nhật của mẹ Duyên. Điều bất ngờ gì sẽ chào đón mẹ và bà trong thời khắc đoàn tụ này đây? Ủa mà mọi người đi đâu hết trơn rồi? Ủa ba, con đi đâu rồi? Mickey, Phương, Phương, Phương. Ơi, hay là dẫn đâu đi chơi rồi? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
Mẹ cái đầu bị lú rồi. Giờ đi có 2 ngày gặp giờ nó quýnh luôn rồi. Quá là tuyệt vời. Cũng là một cái sinh nhật đặc biệt nhất thì là có các con này, có chồng này và bạn bè và cả bố mẹ hai bên nữa. Thì và cũng là sinh nhật tuổi 30. Đối với em thì nó là một cái sinh nhật là đáng nhớ và đặc biệt nhất. Đó, trong 48 giờ tụi nó khóc suốt vậy á, cho nên là anh sáng tác một bài hát. Bà nội phải đi làm tập để mai đi cháu ở nhà, bà xa thì đi shopping cùng mỗi mình và hai con. Vợ phải do con đừng khóc, hôm xưa nó trao nữa này, vợ ơi về nhanh đi thôi, mình ăn làm sao gánh nổi. La 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 la, ba cha con vừa mệt vừa vui. La 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 la, hôm nay ba giống như siêu nhỏ. Món quà của em là hai đứa này nhá. Vợ mình về lại trời nó vui, vui dã man luôn, tại vì là mình có thể giao hai đứa lại cho mẹ đó. Ủa sao 48 giờ mà không được một màu nào ạ? Cái này nhà em hơi thiệt. Tại vì thường thường nó sẽ không bao giờ hai đứa mà cùng một lúc mà làm được cái việc gì đấy cả. Cho nên là thôi, ghi nhận trong lòng. Dạ. 48 tiếng vừa rồi là mình thấy được là nó siêu mệt. Nó rất là vui. Rất là vui nhưng mà mình phải rất là kiên nhẫn. Nó không có dễ như mình tưởng. Nó không phải là một chuyện nhỏ như con thỏ. Tại vì là mình mới có làm 48 tiếng thôi mà đã vất vả vậy thì vợ mình phải vất vả cả mấy. Và kể cả bà nội nữa. Và những cái bà ngoại là ai, tất cả những người mà chăm sóc con mình. Thì nó thực sự là cần tất cả mọi người để dồn cho cái đứa con mình. Chứ một người không thể nào mà làm được. Thực sự là sau 48 tiếng là mình là bị thiếu ngủ lắm. Chắc ai cũng thấy được, mình rất là mệt. Mới bắt đầu quay thì mình không hề ngờ được là nó mệt như vậy. Bây giờ mình sẽ dành hết thời gian để mình đi ngủ. Thực sự mình nghĩ đó là thấy sung sướng rồi á. Thử thách mẹ vắng nhà ba là siêu nhân của ba Linh mới đi được một nửa quãng đường. Khoảng thời gian bên con vừa qua đã giúp anh tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn, hiểu con hơn và sẵn sàng cho 48 giờ trở thành siêu nhân chăm con tiếp theo. Chúng ta hãy cùng chờ xem ba Linh có thể thực hiện được những mục tiêu mới hay không nhé. Mình nghĩ là mình phải làm tốt hơn nữa. Chắc chỉ có mấy cái 6 điểm thôi. Mà cho cái đợt tiếp theo thì mình sẽ cố gắng hết sức để mà cho mọi thứ nó ổn hơn, để cho các bé vui hơn, không khóc nữa. Viettel Media sản xuất và phát hành. Oh, em đây thông minh không cần đổi có. Hoa xinh chứng lên đưa em làm vội cho. Anh không muốn nghe hai từ thôi mò. Phiên đây thông minh không cần đổi có. Môi to mũi cao chân mày đen xì. Đẹp trai nhưng mà không lì. Quá đẹp. Tại sao trên thế gian có một cậu bé đẹp như thế này?
Hiếu thứ hai sao đẹp bằng chứ.